Mặc dù mình mới tới đây thôi, nhưng các bạn phải nể nang mình đó, biết không? Ở đâu ra vậy hả? Tụi này không để bạn chảnh chẹ như vậy đâu, biết chưa? Đúng rồi đó, tới sao á thì có quyền gì mà kêu tụi mình nể nang hả? Chứ sao nữa, các bạn có biết không? Nếu mà đồ canh sức chỉ đơn giản, có hai bạn thôi, chẳng có ngon lành bắt bắt gì cả. Thêm mình giữa một cái thôi, là một sắc sặc sỡ, chứ thêm rất nhiều chất dinh dưỡng, biết không hả? Có gì mà hay ho chứ, dinh dưỡng thì tụi mình cũng đầy nha. Thôi, nè. Nãy giờ anh Toàn thấy các bạn có chuyện gì mà lại cãi nhau căng thẳng quá vậy, hả? Để cho anh Toàn chào quý vị khán giả được không? Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Doctor Khỏe. Rồi cho Đình Toàn quay lại với công việc của mình. Nói anh Toàn nghe coi, tại sao cãi nhau? Các em có biết là ông bà mình có cái câu gì? Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi la ghim. Anh Toàn nói mấy em đó, ai bưng vô nấu súp cũng được hết trơn á. Nói coi chuyện gì? Chào anh Đình Toàn, tụi em tức lắm. Cái bạn đỏ lè này nè, mới tới mà chảnh chẹ với tụi em, lúc nào cũng nổ á, là bạn có nhiều chất dinh dưỡng hết. Em ứ thèm chơi với bạn đó. Anh xử sao xử đi, em đi đây. Em cũng đi luôn. Ê, ê, ây chà, cái này căng rồi nha Đình Toàn. Đó, đó, may quá, Doctor Khỏe đến đúng lúc rồi kìa. Nãy giờ các bạn cứ gây lộn ởm tỏi hết trơn luôn à. Doctor Khỏe ơi, con nói con có nhiều chất dinh dưỡng, mà mấy bạn không tin kìa. Đúng rồi, đầu tiên là màu đỏ của củ dền, chứa một hàm lượng sắt cao, vì vậy củ dền có tính bổ máu, rất thích hợp cho những người bị mắc chứng bệnh thiếu máu nè. Ờ, Đình Toàn cũng biết là ở trong củ dền á có rất nhiều vitamin và những dưỡng chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, chống nhiễm trùng nè, rồi còn ổn định huyết áp cho cơ thể nữa, đúng không? Rất chính xác đó Đình Toàn. Ngoài ra củ dền còn có những công dụng tuyệt vời khác nữa. Sắc tố màu beta-cyanin trong củ dền có thể ngăn ngừa chứng mệt mỏi, giúp giải độc gan nè. Em tốt như vậy mà các bạn không tin em, buồn ghê luôn á. Vậy thì Doctor Khỏe nói tiếp để cho các bạn con biết. Con còn có tác dụng phòng ngừa đột quỵ và chữa bệnh đau tim nữa đó. Oh, Đình Toàn còn được biết á, củ dền còn là một trợ thủ đắc lực cho bệnh tim mạch, đúng không? Thấy chưa? Giờ thì các bạn phải phục tùng mình thôi. Nè, con đừng có mà đắc chí nha. Củ dền tuy có lợi nhưng cũng còn có nhiều cái chưa tốt. Ồ, vậy thì khi sử dụng củ dền, mình cần lưu ý điều gì vậy Doctor Khỏe? Trẻ dưới 3 tuổi, tốt nhất là không nên ăn củ dền, vì củ dền có hàm lượng nitrat cao. Chất này vào cơ thể, kết hợp với hồng cầu, sẽ tạo ra một chất có thể ngăn cản việc liên kết và vận chuyển oxy, gây thiếu oxy máu, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ồ, hóa ra việc sử dụng củ dền không đúng cách sẽ có những tác hại cho sức khỏe đến như vậy. Cho nên củ dền, em đó không được tự cao, bởi vì á mỗi loại thực phẩm rau củ đều có những tác dụng riêng tốt cho sức khỏe. Thay vì cãi nhau thì tại sao các em không kết hợp lại để tạo ra nhiều món thức ăn bổ dưỡng cho sức khỏe của mọi người? Em xin lỗi, mình xin lỗi các bạn. Cà rốt, khoai tây ơi, chúng ta là bạn tốt nha. Vậy là Đình Toàn đã giải quyết được mâu thuẫn của các bạn nhỏ này được ổn thỏa rồi. Thôi, ta chào khán giả và đi nghiên cứu tiếp đây. Khoan đã Doctor Khỏe, để Đình Toàn gửi lời chào đến quý vị khán giả, rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm tiếp các loại dược thảo bổ ích khác cho tất cả mọi người, đồng ý không? Quý vị khán giả thân mến, thời lượng của chương trình Doctor Khỏe ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau trên khung giờ quen thuộc của chương trình. Đừng bỏ qua quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ơi. Quý vị nha.